là bọn anh đóng cửa gọi là tạm dừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan chức năng hơn 50% cửa hàng. Nghe đóng thì rất đơn giản, nhưng mà tiền mặt bằng mình vẫn phải trả chứ. Bọn anh trao đổi, thương lượng, tìm sự hỗ trợ từ phía chủ nhà trên cơ sở thông cảm lẫn nhau. Thì nhân viên anh có thể chèo xuồng đi giao máy cho khách là câu chuyện rất bình thường. Đi xa mấy chục cây số. Ở miền Trung anh hả? Miền Trung, chính xác là miền Trung. Có những nhà là các nhà cũng gọi đến chỉ để chửi. Em biết tại sao gọi đến chỉ để chửi không?